Các bạn ơi, khi quây thóc của chúng ta nó đã đầy như thế này rồi nhé. Đầy cũng được, vôi cũng được, nhưng mà khi các bạn không đổ nó vào nữa thì các bạn hãy xoa đều nó ra. Các bạn hãy xoa đều như này cho mình nhé. Khi xong rồi thì tỏi nè, ớt nè, đấy, các bạn hãy rắc vào đây cho mình. Các bạn hãy rắc đều tỏi, ớt vào đây cho mình nhé. Đấy, không cần nhiều. Cái quây thóc này của mình thì mình chỉ cần khoảng độ 20 quả ớt. Ớt là ớt chỉ thiên thì cho các bạn nhé. Thế và tỏi như khoảng độ chục tép tỏi bằng một củ tỏi to là các bạn rắc vào đây cho mình. Thế xong các bạn đậy lắp vào cho mình nhé. Đây các bạn ạ, bây giờ chúng ta đậy cái lắp này cho kín. Như thế này thì các bạn để tha hồ yên tâm nhé, không sợ mọt nha các bạn nhé. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm sao bảo quản lúa cả năm trời không bị mọt nhé. Đó, đây là cái quây lúa của mình nhé, mình đã bỏ ra đây. Và cái quan trọng, việc cực kỳ quan trọng là các bạn hãy nhìn đấy, những cái hạt lúa cũ của năm trước là vẫn còn sót ở đây, hoặc là những cái bụi bặm gì đây, các bạn hãy quét dọn vệ sinh cho sạch cho mình nhé. Cái việc đầu tiên là các bạn phải dọn, quét dọn cái này cho sạch cho mình, không để lại những cái hạt lúa cũ của năm ngoái. Quét thật sạch đi cho mình nhé. Và cái quan trọng nữa ở đây nữa thì các bạn, khi các bạn đã quét sạch khi này cho mình rồi, cái quây này rồi, cót này rồi, thì xong các bạn hãy để nó vào cái nơi nào mà dây trong này nhà mình là mình để vào cái kho nhé các bạn nhé. Đấy, ở trên đó thì mình lợp bờ lô đấy, không có nắng trực tiếp vào, nhưng mình cho một cái tấm nắng sáng vào đây, nhựa sáng vào đây, để coi như là ánh nắng nó chiếu. Khi cái quây này của mình nó lên nữa thì nó chiếu, nó cách cái tấm nắng này nó khoảng độ 50 phân. Đấy, thế nên là khi ánh nắng nó sõi vào thì cái quây của mình luôn luôn khô ráo. Luôn luôn khô ráo, nó sẽ không bị nước mưa trực tiếp vào đây nhé. Và các bạn không thể thiếu cho mình đó là những quả ớt chỉ thiên và những tép tỏi nhé các bạn nhé. Các bạn hãy rải cho mình một lớp tỏi, không cần nhiều các bạn nhé, chỉ cần một củ tỏi to là các bạn nhẹ ra nó được khoảng độ hơn chục cái tép tỏi như thế này. Xong các bạn hãy rải xuống dưới cùng cho mình. Xong và các bạn hãy cho khoảng độ chục quả cái ớt này, các bạn rải xuống dưới, rải xuống dưới lượt dưới cùng cho mình nhé. Đây, các bạn hãy rải xuống lượt dưới cùng vào cho mình, để làm sao để cho coi như là cái mùi nó xông lên. Thế xong các bạn hãy đổ lúa vào đây cho mình nhé. Khi các bạn đổ lúa vào đây cho mình xong rồi, các bạn đổ đầy rồi, bên trên cùng các bạn cũng rắc cho mình một lượt như thế này, không cần nhiều các bạn nhé. Các bạn nhớ lưu ý cho mình là cái ớt chỉ thiên, cái loại ớt này nó cực cay và nó cực hăng các bạn nhé. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là mình xin lưu ý với các bạn, đó là lúa. Lúa thì đây là lúa của mình, là mình phơi xong và mình quạt sạch thì mình để vào đây để cho nó nguội đi đã. Nếu của các bạn mà vẫn ở ngoài sân, các bạn cho vào luôn ấy,
thì các bạn phải để mở lắp ra bao giờ cho lúa nguội khoảng độ 2 đến 3 ngày. Lúa nguội các bạn mới đóng lắp trên cùng vào nhé. Chứ còn của mình đây mà mình đã để xếp vào đây được khoảng độ 1 tuần rồi là lúa của mình nó đã nguội rồi, thì mình khi bên dưới đáy thùng mình đổ một rải một lớp tỏi và ớt rồi xong mình đổ lúa vào. Đổ lúa vào xong rồi khi đầy bên trên là mình lại rải một lượt tỏi và một lượt ớt bên trên, xong mình mới đậy lắp lại. Thì mình có thể đậy được ngay bởi vì lúa của mình nó đã nguội rồi. Mình bỏ vào đây một tuần rồi nó không còn nóng nữa nha các bạn nhé. Nhưng nếu các bạn mà đổ lúa vào phi khi còn nóng á, là thường thường nó hay bị đổ mồ hôi. Đấy. Và cái lúa này của mình thì các bạn hãy quạt cho thật sạch. Bỏ hết những hạt trấu hạt lép đi nhé. Cái con mọt, con bướm bướm thiêu thân ấy là nó từ những cái hạt lép, lúa lép mà ra đầu tiên. Nhưng còn nếu các bạn mà quạt sạch, phơi khô rồi nhưng quạt sạch thì cái quạt mà là cái vẫn còn những con hạt lép đấy thì là cái con thiêu thân và con mọt nó sẽ từ đấy nó ra rất là nhanh, rất là nhiều. Đây là đống lúa của mình. Mình bây giờ là mình bê mình chút nó vào thì nó đã nguội rồi, các bạn yên tâm là nó không bị bốc hơi nhé. Còn nếu như các bạn mà để lúa ướt thì khi đổ vào đấy chúng ta đậy lắp vào nó hay đổ mồ hôi xung quanh mà nó sẽ bị đóng bè đóng bánh vào mà lúa của chúng ta sẽ bị mốc. Không những bị mọt mà bị mốc, nó còn bị mốc thối lúa các bạn ạ. Nhiều nhà bị hỏng cả nửa quây lúa vì cái tội là lúa bị đổ mồ hôi. Thế rồi lúa bị mọt là lý do nguyên nhân tại sao nó nằm ở chỗ đó các bạn ạ. Và trên đây mình đã chia sẻ với các bạn cách làm sao để bảo quản lúa không bị mọt. Các bạn có để cả năm trời cũng không bị mọt đâu các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống và chúc các bạn thành công trong cách bảo quản lúa làm sao cho không bị mọt và đổ lúa vào phi không bị hấp hơi, không bị thối, không bị mốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Các bạn ơi, khi quây thóc của chúng ta nó đã đầy như thế này rồi nhé. Đầy cũng được, vơi cũng được, nhưng mà khi các bạn không đổ nó vào nữa thì các bạn hãy xa đều nó ra. Các bạn hãy san đều như này cho mình nhé. Khi xong rồi thì tỏi nè, ớt nè, đấy các bạn hãy rắc vào đây cho mình. Các bạn hãy rắc đều tỏi ớt vào đây cho mình nhé. Đấy, không cần nhiều. Cái quây thóc này của mình thì mình chỉ cần khoảng độ 20 quả ớt. Ớt là ớt chỉ thiên thì cho các bạn nhé. Thế và tỏi như khoảng độ chục tép tỏi bằng một củ tỏi to là các bạn rắc vào đây cho mình. Thế xong các bạn đậy lắp vào cho mình nhé. Đây các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đậy cái lắp này cho kín. Như thế này thì các bạn để tha hồ yên tâm nhé, không sợ mọt nhé các bạn nhé.